YouTube xin chào anh em. Trận đấu chúng ta đang theo dõi giữa hai cầu thủ Nguyễn Quốc Nguyện gặp Trương Quang Hào, nội dung 3 bằng. Đặc biệt ở trận đấu này, Vũ Tâm sẽ gửi đến anh em đó là trận đấu mà cầu thủ Nguyễn Quốc Nguyện chỉ có 14 lượt cơ đã ghi cho mình 40 điểm. Một trận đấu rất hay đang chờ anh em chúng ta phía trước, mời anh em đón xem. Hiện nay Vũ Tâm đang bán phụ kiện pizza trên website phụ kiện pizza.com. anh em có thể ghé thăm ủng hộ Vũ Tâm, xin cảm ơn rất nhiều. Xem xong anh em nhớ bấm thích giùm Vũ Tâm một phát cho nó có tương tác anh em nhé. Hiện nay kênh YouTube Bilat Cơ Việt Nam của chúng ta đã gần được 100.000 lượt subscribe. Anh em bấm đăng ký để Vũ Tâm được 100.000 subscribe anh em nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Thank you.
Thank you.
Thank you.
dẫn điện thoại. Alo. Hả? Gặp một đó mà.